Chào các bác nhé, em vừa dọn xong được con rửa bát TR3, quá đẹp luôn. Một con rửa bát TR3 vì sao mà rất là nhiều người mua. Thực ra TR3 với TR5, 6, 7, 8, 9 tính năng giống y hệt, nhưng mà giá thành có khi nó bằng ra nửa con TR9 thôi. Đấy. Các bác kinh tế vừa phải thì mình cứ chọn mẫu này, vừa đẹp, bền mẫu. Đấy, mẫu này rất là bền mẫu nhé. Và tính năng các thứ thì độ bền chả khác gì các kia. Các bác bỏ ra số tiền là khá là nhỏ. Con này thì em bán là 2,9 triệu bảo hành 2 năm nhé. Bảo hành 2 năm cho các bác. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Đây, con này là số điện thoại bên em giao dịch hàng chỗ này các bác nhé. Các bác xem kênh thì ấn đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Mặt mũi này em đã làm vệ sinh. Đấy, mông má sạch đẹp trắng tinh hết rồi. Lưng tôn thì bách này rất là phẳng, đẹp. Đấy, lưng phẳng đẹp, lưng rất là đẹp luôn. Đấy, đời 2011 tương đương với TR5, giá thì có 2,9 triệu thôi. TR3 đây cũng Econavi này, hẹn giờ này, thời gian sấy này, kiểm giữ khô này, rửa tiêu chuẩn này, nước nóng 80 độ này, chế độ sấy này, đèn báo chương trình rửa, tắt nguồn, bật nguồn, bắt đầu rửa. Đấy, đấy. Bây giờ mở mã số 9 em mở cho các bác xem cái nước nóng của nó bên trong nhé. Đấy, các bác thấy chưa, nó rửa với nước nóng 80 độ C, full áp lực cao, tất cả dầu mỡ hay vi khuẩn đều bị nó tiêu diệt hết. Đấy. Con này nội thất rất là sạch nhé. Trên hàng bãi nhé, nhiều khi không phải là cứ là đời cao thì đã là ngon hơn là đời thấp rồi. Nó quan trọng là cái người bên kia họ sử dụng và như thế nào, cái nguồn nước của họ, rồi là họ có vệ sinh thường xuyên không, hay là họ dùng nhiều hay dùng ít, đúng không? Đấy. Như con này em đánh giá là khá là đẹp luôn. Không khác gì những con TR5, 6, 7, 8, 9 cả. Nội thất sạch đẹp. Kích thước bọn này thì nó như nhau rồi, không quảng cáo nhiều nữa. Răng chỉ các bạn, bọn này cực mềm luôn, không bao hỏng nhé. Những cái này thì các bạn bảo hành các bác chọn đời luôn. Chẳng nghĩ. Nước nóng bỏng luôn. Bác nào có nhu cầu chốt chiếc này alo em nhé. Chào các bạn.